Ai gặp trường hợp này chưa? Muốn đeo lên mà cứ chớp mắt liên tục nên không thể nào mà đeo được. Thì nguyên nhân đầu tiên là do phản xạ tự nhiên khi có một vật thể lạ chạm vào mắt. Nguyên nhân thứ hai là do tâm lý của bạn khi lần đầu đeo len. Nhưng yên tâm là ai cũng như bạn hết á. Hãy thử giữ chặt cả hai mí, nhìn xéo lên và mạnh dạn đeo con len vào. Đảo mắt một xíu và chớp mắt liên tục là ok la. Nếu vẫn chưa được thì hãy tiếp tục thử. Đến khi quen rồi là chắc chắn sẽ đeo được thôi nha. Ai làm được rồi thì comment cho tôi biết nha. Bye bye.